Mọi người ơi, mình đi thăm Ngọc nào. Hôm nay tuyết nó đang rơi này. Hôm trước nó tuyết nó rơi nhiều lắm. Mình có việc gấp cho mình quên quay về video lại. Thấy nó tuyết nó rơi này. Tuyết nó đang rơi, mình nó rơi ít. Hôm nay chắc nó rơi rất nhỏ. Mà cái trứng ngỏng của nó và nó ấp nó phủ kín cái ngỏng đó đấy. Này. Hôm nay có con ngỏng trống này. Mình như bên kia con vịt trời. Con ngỏng này tuyết đang rơi này. Hôm trước cái tuyết nó rơi nhiều lắm, nó trắng cả con ngỏng luôn. Tuyết nó đang rơi này. Hôm trước mình cho nó ăn cơm với gà mà nó không ăn. Thấy tuyết nó rơi không? Tuyết rơi mà nó rơi chưa nhiều. Nó phùn phùn thôi. Con ngỏng này. Đây là con ngỏng trời á. Để mình chờ theo dõi nó khi nào nó xả. Nó đang ấp nó ấp 7 trứng à. Khi nào mình xả mình theo dõi nó, mình làm một cái tựa đề về cái sự kiên trì của con ngỏng này. Vẫn là cái sự tình thương của nó mè nó. Lần lắm các bạn ạ. Tuyết rơi mà, tuyết rơi trời giờ nó rơi nó dày hạt thôi đó. Tuyết đang rơi á. Hôm trước mình có việc gấp quá à. Tuyết rơi nó con ngỏng nó phủ trắng luôn đấy. Mình thấy mình thương nó quá trời luôn, nó làm được tuyết mà nó ấp trứng. Tuyết rơi này, nó đang rơi nhẹ nhẹ. Tuyết đang rơi nhưng rơi nhẹ. Mọi người thấy tuyết rơi không? Tuyết rơi nhưng nó vẫn là ấp trứng này, giỏi quá. Nó chăm con kỹ quá, nó hứ trứng này. Như bên kia con vịt trời. Nó nằm yên luôn á, nó sở hư, nó hư trứng của nó. Cái tuyết nó rơi là vô lần trứng á. Hai quá trời luôn nè. Để mình ghi hình lại, mình làm một cái video.